bớt chin su bùng lên vạn tiệc vui. Mở tiệc cùng Mono nha. Ngứa hả? Ngứa. Cái này là nhảy chưa hay là cái này là xăng áo cho vui thôi? Làm sao làm nhảy biết gì đâu. Chưa. À cái này là xăng áo cho vui hay là nhảy luôn? Không biết. Đâu có ca sĩ nào nhảy mà xăng áo. Ta làm sao tập trung đi. À là đầu tiên giờ xăng áo hả? Ca sĩ nào mà nhảy xăng áo ta? À xăng rồi hả? Đúng rồi đó. Hợp lý rồi. Rồi, chốt. Sao tao biết được? Nó nhảy gì vậy? Không, cái này vui đây. Cái này vui của em. À, cái này hả? Cái này vui. À, ca sĩ vậy vậy hả? Không, cái này vui. Cái này kiểu phấn khích. À, là cái bài hát này, xin đây chờ hả? Không phải, cái này, cái bài này vui của em. Bà vui làm chi cho cọc. Bơ, nước mắm và cơm trắng. Đúng. Dạ. Đã cái món đó chưa ạ? Chưa, nhỏ lớn mới ăn rồi. Đời ngày xưa là nghe đồn là ăn bơ với nước mắm cái hả? Kỳ thị. Trời ơi, nghĩ sao mà ăn bơ với nước mắm. Nhưng mà thật sự đến bây giờ ăn là nó ngon nhất cái nít. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi một cái game nhỏ. Mình hãy kể những cái món ăn mà ăn được với nước mắm chung với lại một loại trái cây. Muốn ăn cái gì cũng được hết trơn á. Thật ra muốn ăn cái gì cũng được. Xoài cũng được nè, đu đủ cũng được nè, dưa hấu cũng được nè, chuối cũng được nè. Sao kỳ gì đâu. Đúng kỳ. Mận Hà Nội chấm nước mắm. Bít tố đựa nước mắm. Đúng. Mãng cầu ga chấm nước mắm ăn chưa? Đúng rồi. Tuyệt ngon luôn. Trời ơi. Thiệt. Ngon lắm luôn. Nhưng mà sống thì chín rồi. Chín mới ăn được em. Rồi Đắk Lắk có món gì đặc sản nữa trên bàn bữa trưa ngày hôm nay mà mình gọi. Cái đó tụi tôi có ăn rồi tôi có biết được. Có ăn đâu mà biết. Chị Oanh ơi, chị ăn nhiều nhất á, chị trả lời giùm em đi chị ơi. Cái gì cưng? Thì đó chị. Mấy cái món chị ăn đó chị. Mấy món chị ăn nãy chị la ngon á, người ta hỏi lại đó. Lần đầu tiên là chị ăn được cà đắng rất là ngon lần đầu ăn nha, mới biết lần đầu. Cà đắng cá khô, gà ướp cà phê. Còn cá nữa. Cá đó là cá lăng, cá lăng nhỏ. Cá lăng là tên gì đó? Tên cá lăng. Cá lăng lát và lát. Là món chả cá Hà Nội đó. Ờ đúng rồi. Nó đó. Ở Đắk Lắk thì ngoài những cái món mà trưa nay mình ăn thì mình có thể giới thiệu cho khán giả biết một số cái món ăn ẩm thực địa phương ở tại Đắk Lắk mà mọi người biết không ạ? Có, đó là cơm và bơ. Dạ hết ạ. Có ăn cái được gì đâu. Bác giới thiệu bên đây người ta giới thiệu đi, kêu tụi tôi giới thiệu. Không, nhưng mà tụi em đây không biết. Tụi em nhìn miệng tụi em cũng giới thiệu được vậy. Không biết được cảm nhận ra sao. Em đang hỏi về cái chung chung có nghĩa là ẩm thực chung á, biết gì món gì đâu. Chứ không có cái sự hận thù ở trong đây. Đắk Lắk có cà phê kem. Cà phê kem á, kem cà phê gì đó. À, kem cà phê. Con quỷ bơ bướm. Thôi, hãy để chú ấy bay. À, chú ấy bay à chị? Sao vậy chị? Sao để cho chú ấy bay vậy? Vì nơi đây là của chú ấy. Mình đến, mình đánh chiếm đất đai của người ta. Hả? Mình đừng có hãm hại như thế. Hồi nãy là cái con cá là cũng ở đây luôn. Chị ăn no đi rồi đó chị. Con gà nữa. Ờ, con gà nữa. Con gà nó cam tâm phục vụ. Còn mấy con kia là làm vui cho mình. Trời ơi. Chị thao túng tâm lý nó thì có. Chứ nghĩ sao nó cam tâm được. Đúng. Cái mạng sống mà. Nó cam tâm em, nó cam tâm. Trời ơi. Nó cam tâm. Nó thương tụi chị lắm. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta. Phát sóng 21 giờ 15 phút Chủ nhật hàng tuần. Từ ngày 25 tháng 8. Là thuyền của đội mình bị chìm phải không anh? Thuyền của đội anh hơi bị chìm. Mà nó bị gãy làm đôi. Thật là hả hê. Chúng tôi xin phép không trả lời truyền thông và à, tôi là luật sư của Lâm, có gì mọi người có thể kiểm mail cho tôi. Lê Dương Bảo Lâm đã có một lối đi riêng chúng tôi... nhưng mà đã thành công, không biết là phải phụ Lê Dương Bảo Lâm như thế nào ạ? Tôi muốn chia sẻ, tại vì tôi muốn là lên đài thì mọi người sẽ biết. Và tôi muốn chia sẻ quá nhiều. Alo, alo, rồi anh em ơi, vô tòa đi, mọi người sẵn sàng chưa? Gì vô tòa anh? Trời ơi, bướm kìa. Trần như gió mây, đứa nào mở nhạc giùm anh đi coi bay. Đến bên em qua tấm sườn mờ. Không có nhạc luôn. Bướm thấy bướm không? Hai anh, tôi ở bên Hiệp hội Bảo vệ Động vật và Môi trường. Hả? Hai anh đang phá bướm của tụi tôi. Phá bướm của tụi tôi. Thả tôi ra. Trời ơi. Hai anh phá cây phá bướm của tụi tôi. Chỉ một ngày bị bắt 4 lần. Nếu gia đình mình có một người phụ nữ như là khách mời thì trật tự của gia đình mình sẽ xếp như thế nào? Xếp về vai vế ạ? Ổn nha.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ thơ thiết như dòng suối. Suối gì? Ở đây có chuối đây. Suối lắc. Rồi tới tới Quỳ. Ba tôi đưa tôi ra đâu là một mình ba đội cả trời nắng to. Tập sẽ tra tên những cái món uống, sau đó là đội mình sẽ kể tên ba món ăn kết hợp với món uống đó. Ok. Dạ. Món đầu tiên cà phê. Cà phê với bánh ăn ăn rồi rất son là bánh ngọt thôi, bật cà phê bị đắng. Bánh lan giảm cân. Bánh xu cũng được. Dạ rồi ba ạ. À. Món uống thứ hai rượu cần. Ok em lấy đi. Rượu cần thịt nướng cơm lam. Gà nướng. Rồi, món cà nước tắm cà phê. Cà lăng. Cà lăng. Dạ, món uống ba, bia. Trời ơi, bia vô dời ơi, tôm, tôm hấp bia. Các loại đậu khô. Khô mực, khô bò. Dạ, nhiều rồi ạ. À, món uống thứ tư, mật ong. Mật ong thì uống với lại. Chanh. Chanh, dạ, bông cúc. Cam luôn. Cam. Dạ rồi, nếu ví sự kết hợp giữa đội mình với lại khách mời thì mình có thể ví được cái sự kết hợp đó với những cái món ăn nào kể trên ạ? Nếu mà tôi kết hợp á, thì tôi kết hợp là mình là mật ong, dạ, nhưng mà chị là gừng. Gừng càng già càng cay, kết hợp với mật ong thì chữa ấm họng mà chữa gọi là sát trùng sát khuẩn ngay cái cổ họng. Huy thì sẽ kết hợp với lại là cà phê và muối. Chị là muối, mặn mà. Mặn mà, mình là cà phê, mình sẽ đầm xuống đậm đà để dặm thêm cho muối. Chị sẽ là trái cherry trên cái bánh kem sinh nhật của em. Tại vì đó là không thể thiếu. Wow, wow. Hay quá. Đội tôi tuyệt vời. Vậy là lát nữa mình chơi mình đấy. Trái cherry ơi. Chị cherry. Miếng rừng ơi, miếng rừng ơi. Muối hả? Thì muối ơi. Thì muối. Mình có thể đánh giá sự kết hợp của đội mình bằng 3 từ đơn không ạ? 3 từ đơn hả? Đỉnh. Độc. Giết. VIP là gì? VIP. Dạ, sau những thử thách mình trải qua trong ngày hôm nay thì đội mình đánh giá khách mời mình bằng 3 từ ạ. Mặn mà. Linh hoạt. Hùng hùng. Đơm đặc. Không có đơm đặc. Lưu lết. Lương lẹo. Không. Liến thoáng. Liến thoáng. Chị nói liến thoáng luôn. Lúc mà mình nấu cà phê là chị không dừng luôn. Dạ, mỗi thành viên của đội mình hãy chia sẻ với chị một câu ạ. Đêm nay em sẽ dùng thân xác này để tìm mọi cách cho chị được ngủ một cái nơi êm ấm nhất. Trời ơi. Chị yên tâm, đêm nay thì nếu mà em đã hiến xác rồi thì em sẽ hiến sức của em tận tâm tận lực cho chị để chị được ngủ sung sướng đêm nay. Em sẽ hiến máu nhân đạo. Nếu chị ở ngoài thì em đổi để em nếu mà chết. Chị ở ngoài thì em sẽ đổi cho chị vô trong. Em ra ngoài hiến máu cho mũi. Đúng vậy. Ê mà quên là chung đội mà. Chung đội mà. À. Thì em sẽ đi năn nỉ đội này cho chị vô. À. Ké. Còn ba tụi em ngủ ngoài cũng được. Trời ơi, xúc động vô cùng tận. Dạ, cho một câu kết để thể hiện tinh thần của đội mình trước khi mà vào cái xét nghiệm ngủ ạ. Không có gì có thể quật ngã được chúng tôi. Trừ sự thua cuộc. Hãy nhìn đi. Mời cái máy nhìn người kia, rệu rã hết rồi. Những ánh mắt đờ đẫn. Những ánh mắt thất thần. Những nụ cười ngờ nghệch. Đây là tác hại của những cái bụng máu bầm. Làm sao mà chiến thắng nổi chúng tôi. Trời ơi. Hãy chờ xem đội nào sẽ là đội chiến thắng. Anh trai C2 Concert 2024 chính thức bán vé ngày 21 tháng 8 tại ticket.vshop.vn.